Quý vị ơi, lúc này đây thì Hồng Phúc đang đưa nhân vật mà chúng ta mong đợi nhất ngày hôm nay ạ. Vâng ạ, xin được chào đón chị Mã Đào Ngọc Bích. Dạ chị ơi, ngày hôm nay chị quá đẹp. Chị có thể chia sẻ về cảm nhận của chị trong một khoảng thời gian rất là dài, được yêu thương, được ngưỡng mộ và được rất là nhiều khách hàng biết đến cũng như là nhắc đến chị giống như là một người mà họ cần cái sự cứu cánh trong lĩnh vực làm đẹp. Hôm nay là tôi rất là hạnh phúc được nhìn thấy tất cả anh chị tới đây, ai cũng xinh đẹp. Mặc dù trời mưa mà ai cũng tới đông đủ, đó là cái lòng mà yêu thương của mọi người dành cho tôi và Angel Beauty. Xin cảm ơn tất cả. Vâng ạ, cảm ơn những điều rất là chân thành và hết sức ý nghĩa của chị Mã Đào Ngọc Bích. Chị cảm nhận như thế nào về không gian của chúng ta ngày hôm nay? Có giống như những ý tưởng của chị cũng như là có giống như những điều mà chị Hằng mong ước về một đêm tiệc để tri ân 15 năm trong lĩnh vực làm đẹp của Angel Beauty ạ? Hôm nay thì được sự chuẩn bị của tất cả ekip Angel Beauty cũng giống như là bên Simon Tứ, thì chúng tôi đã chuẩn bị rất là chỉnh chu. Mặc dù quy mô so với những cái năm trước thì nó nhỏ hơn rất là nhiều, nhưng mà nó ấm cúng. Và tôi nghĩ rằng là hôm nay tất cả những khách hàng bước vào đây đều rất là cảm nhận được cái sự trân trọng từ Angel Beauty dành cho tất cả quý anh chị và khách mời đến ngày hôm nay. Xin được cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Với ý tưởng của một khu vườn vô cùng tươi đẹp, tựa như là thiên đường với những thiên thần. Và bây giờ đây thì xin được mời chị Mã Đào Ngọc Bích sẽ cùng gặp gỡ với những thiên thần, những khách hàng của mình chị nha.